Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai, công an đang giáo diết truy bắt đối tượng. Tài xế khoe lấy bằng lái trước hạn, công an phải viết kiểm điểm. Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, nước Anh hoãn các sự kiện thể thao. Ukraine tuyên bố giành lại 1.000 km vuông lãnh thổ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nhân vật cấp cao của nhà nước Hồi giáo đã bị bắt. Các nước EU tìm kiếm giải pháp khẩn cấp cho các hóa đơn năng lượng tăng vọt. Nga đòi bằng chứng về cáo buộc tìm kiếm vũ khí Iran, Triều Tiên để sử dụng ở Ukraine. Triều Tiên thông qua luật mới cho phép tấn công hạt nhân phủ đầu. DKN News xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp tối ngày 9 tháng 9 của chúng tôi. Sau đây là các nội dung chi tiết. sáng ngày 9 tháng 9, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn chưa bắt được đối tượng cướp chi nhánh ngân hàng Việt Công Banh ở phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa vào chiều ngày 8 tháng 9. Bước đầu nhận dạng qua camera cho thấy, đối tượng hơi thọt chân phải, khả năng thuận tay trái, phương tiện là xe số. Trước đó vào 15 giờ ngày 8 tháng 9, khi người dân đang đến giao dịch tại ngân hàng này, thì một nam thanh niên đi bộ vào khu vực quầy giao dịch, dơ súng bắn một phát chỉ thiên để uy hiếp các nhân viên và xông vào quầy lấy tiền. Sau khi lấy được tiền, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường và chạy bộ qua bên kia đường, quốc lộ 51, để lấy xe máy tẩu thoát hướng về tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tài xế khoe lấy bằng lái trước hạn, công an phải viết kiểm điểm. Sự việc vừa xảy ra tại huyện Hải Lăng, Quảng Trị, ngày 9 tháng 9. Công an huyện Hải Lăng cho biết đã yêu cầu cán bộ liên quan viết kiểm điểm sau khi đưa nhầm giấy phép lái xe hạng C của người vi phạm trước thời hạn. Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chụp biên bản vi phạm hành chính và giấy phép lái xe hạng C của tài xế chú ở huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, kèm nội dung về việc nhận lại bằng trước thời hạn gần nửa tháng. Nội dung này sau đó đã được gỡ bỏ. Được biết vào cuối tháng 5, vì điều khiển xe tải vi phạm về tải trọng cùng một số vi phạm khác, tài xế này đã bị cơ quan chức năng tước giấy phép lái xe 3 tháng, từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 6 tháng 9. Tiếp nhận phản ánh về vụ việc, Công an huyện Hải Lăng đã yêu cầu cán bộ liên quan giải trình. Công an huyện Hải Lăng xác định nguyên nhân trong quá trình trao trả tem kiểm định bị tước với thời hạn 2 tháng do sơ xuất cán bộ tổ xử lý đã đưa nhầm giấy phép lái xe hạng C của tài xế nói trên cho chủ xe tải vi phạm. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Ngày 9 tháng 9 giờ Việt Nam, Daily Mail cho biết một số trận đấu tại giải ngoại hạng Anh vào cuối tuần này sẽ bị hoãn lại sau khi nữ hoàng Elizabeth II qua đời. Theo đó, các nhà lãnh đạo của ban tổ chức giải ngoại hạng Anh đang thảo luận với quan chức của chính phủ Anh về việc tạm hoãn một số trận đấu tại giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù sau khi nữ hoàng Elizabeth II qua đời. Nhiều khả năng các trận đấu thuộc vòng 7 giải ngoại hạng Anh vào các ngày mùng 10 và 11 tháng 9 theo giờ Việt Nam sẽ không diễn ra theo dự kiến. Cung điện Buckingham tối mùng 8 tháng 9 giờ địa phương thông tin, nữ hoàng Anh Elizabeth II đã qua đời ở tuổi 96 tại lâu đài Balmoral, Scotland. Thời gian tưởng nhớ nữ hoàng Elizabeth dự kiến sẽ kéo dài trong 10 ngày và phần lớn các sự kiện thể thao sẽ bị hoãn trong thời gian đó. Đùa ngựa được cho là môn thể thao yêu thích của nữ hoàng, các giải đua vào cuối tuần này cũng đã bị hoãn. Trong lịch sử, khi quốc vương George VI, cha của nữ hoàng Elizabeth qua đời năm 1952, Nước Anh đã hủy nhiều sự kiện thể thao, nhưng bóng đá vẫn diễn ra. Năm 1997, sau khi công nương Diana qua đời vì tai nạn, hoạt động bóng đá đã bị hoãn trong ngày mất và ngày tổ chức tang lễ cho công nương. Nhưng các ngày khác vẫn diễn ra bình thường. Trong khi đó, trận đấu giữa Burnley và Norwich tại giải hạng nhất Anh dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày 9 tháng 9 giờ Việt Nam cũng đã bị hoãn nếu các trận đấu tại giải ngoại hạng Anh tạm hoãn vì quốc tang sẽ ảnh hưởng lớn tới công tác xếp lịch của giải đấu này. Quyết định cuối cùng sẽ được công bố vào hôm nay, ngày 9 tháng 9 theo giờ Anh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu tối ngày 8 tháng 9 cho biết, lực lượng nước này đã chiếm lại Balalia, thị trấn trọng yếu ở tỉnh Kharkov, đông bắc đất nước. Ông cho hay quân đội Ukraine tới nay đã tái kiểm soát hơn 20 ngôi làng, giành lại hơn 1.000 km vuông lãnh thổ ở miền Nam và miền Đông. Truyền thông nhà nước Nga hôm 6 tháng 9 xác nhận, quân đội Ukraine đã tấn công vào thị trấn Balalia. Theo nhà phân tích quân sự Oleg Zdanov ở Kyiv, tái kiểm soát Balalia có thể tạo điều kiện cho Ukraine bao vây Izium, thành phố có mạng lưới đường sắt lớn được Moscow sử dụng để vận chuyển hàng tiếp tế cho chiến trường. Ukraine đang tiến hành chiến dịch phản công ở mặt trận miền Nam và miền Đông, nhưng cung cấp rất ít thông tin về diễn biến tình hình chiến trường. Trước bài phát biểu của Tổng thống Zelensky, tướng Oleksiy Gromov, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine thông báo, các đơn vị này đã tiến thêm được 50 km và giành lại hơn 700 km vuông diện tích trên các mũi phản công ở Kharkiv và Pridenmiuk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho hay, quân đội Ukraine đã tận dụng việc Nga điều chuyển lực lượng xuống vùng Kherson ở phía Nam để chớp thời cơ tiến hành mũi phản công hiệu quả cao ở tây bắc thành phố Izum, tiến sâu vào vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt được nhân vật cấp cao của nhà nước Hồi giáo IS, Basha Hatab Gasol Sumayda. Tổng thống Tayyip Erdogan được hãng thông tấn Anadolu trích lời cho biết, theo Anadolu, chiến binh có mật danh Abu Zay đã bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ trong một chiến dịch do cảnh sát và cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện. Ông Erdogan nói với các nhà báo khi trở về sau chuyến đi đến vùng Balkan vào thứ năm. Ông được dẫn lời nói rằng nhân vật nói trên đã được chuyển giao cho các cơ quan tư pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bị cảnh sát và nhân viên tình báo thẩm vấn. Các nước EU tìm kiếm giải pháp khẩn cấp cho hóa đơn năng lượng tăng vọt các bộ trưởng năng lượng của các nước Liên minh châu Âu đã nhóm họp vào thứ Sáu ngày 9 tháng 9 để tìm kiếm các giải pháp từ một danh sách dài các biện pháp có thể để bảo vệ người dân khỏi giá năng lượng cao ngất trời khi mùa đông đang đến gần. Cơ sở cho các cuộc đàm phán là một loạt các đề xuất do Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra. Trong số đó, giới hạn giá khí đốt của Nga thu thuế đối với các nhà máy điện phi khí đốt, cắt giảm nhu cầu điện trong toàn khối và hạn mức tín dụng khẩn cấp cho các công ty điện lực phải đối mặt với các yêu cầu về tài sản thế chấp tăng cao. Các nhà ngoại giao EU cho biết, các nước tỏ ra ủng hộ rộng rãi các biện pháp cung cấp thanh khoản cho các công ty và một số nước cũng ủng hộ việc kiềm chế nhu cầu điện năng. Các đề xuất khác gây chia rẽ hơn. Giới hạn giá khí đốt của Nga cho đến nay đã không giành được sự ủng hộ của đa số các quốc gia châu Âu. Với một số người đặt câu hỏi làm thế nào, nó sẽ giúp kiềm chế giá do khối lượng khí đốt thấp mà Moscow hiện đang gửi đến châu Âu. Ý định đầu tiên và quan trọng nhất của chúng tôi là hạ giá xuống, áp trần giá khí đốt Nga sẽ không làm giảm giá. Bộ trưởng Năng lượng Bỉ, Tin Van de Sardin nói với Reuters. Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Tư cho biết Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu nếu khối này áp trần giá dầu Nga. Dữ liệu của Refinitiv cho thấy, nguồn cấp khí đốt qua đường ống của Nga thông qua 3 tuyến chính đến châu Âu đã giảm gần 90% trong 12 tháng qua. Nga đòi bằng chứng về cáo buộc tìm kiếm vũ khí Iran-Triều Tiên để sử dụng ở Ukraine. Vào hôm thứ Năm 8 tháng 9, tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc, Nga đã yêu cầu Mỹ và Anh cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho cáo buộc của họ rằng Moscow đang tìm kiếm các phương tiện bay không người lái drone từ Iran và tên lửa đạn pháo từ Triều Tiên để sử dụng ở Ukraine. Tôi muốn yêu cầu họ ngay bây giờ hoặc là cung cấp cho chúng tôi bằng chứng hoặc thừa nhận rằng họ đang phổ biến thông tin không đáng tin cậy. Đại sứ của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzia nói trước Hội đồng Bảo an gồm 16 thành viên. Mỹ đã cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga để quân đội nước này sử dụng trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Tehran bác bỏ cáo buộc của Mỹ. Washington cũng cáo buộc Moscow đang trong tiến trình mua hàng triệu tên lửa và đạn pháo từ Triều Tiên. Đại sứ Richard Mell, phó đại diện của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, nói với Hội đồng Bảo an. Đại sứ của Anh tại Liên Hợp Quốc, Barbara Hugot nói rằng, Nga đang quay sang Iran cho nguồn cung cấp phương tiện bay không người lái UAV và vi phạm rõ ràng các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc khi quay sang Triều Tiên cho nguồn cung cấp đạn dược. Nga đã triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Ukraine, cuộc họp thứ ba của cơ quan này trong nhiều ngày, để thảo luận về nguồn cung cấp vũ khí từ nước ngoài gửi cho ký ít. Hoa Kỳ, Anh, Pháp và các nước khác đã bảo vệ việc họ đang chi hàng tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự được chuyển giao cho Ukraine, kể từ khi lực lượng Nga xâm lược vào ngày 24 tháng 2. Đại sứ Richard Mills nói, những tuyên bố của Nga rằng Hoa Kỳ và phương Tây đang leo thang và kéo dài xung đột này là sai sự thật. Chúng là những nỗ lực bất chấp đạo lý nhằm làm trạch hướng sự chú ý khỏi vai trò của Moscow với tư cách là kẻ xâm lược. Nước đánh trước duy nhất trong những gì không cần thiết và cuộc chiến tàn bạo đó bắt thế giới đang phải trả một cái giá chung. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi cuộc xâm lăng là một hoạt động quân sự đặc biệt nhằm giải pháp quốc gia láng giềng và hỗ trợ để bảo vệ an ninh đất nước trước sự mở rộng của NATO, Liên minh quân sự phương Tây. Ukraine vào hôm thứ Năm đã ca ngợi một cuộc phản công chớp nhoáng mà họ nói rằng nó đã giúp lực lượng Ukraine chiếm lại các vùng lãnh thổ của nước này ở phía Đông và phía Nam, khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken thăm Ukraine để cam kết viện trợ thêm. Đại sứ Nga Nebenzia nói trước hội đồng, chúng ta vẫn còn rất xa nữa mới đến hồi kết của tiến trình hủy diệt này. Kho vũ khí phương Tây không đóng vai trò quyết định trên chiến trường bất kể những gì người Ukraine và các chủ thể chư hầu của họ đang nói. Đại sứ của Ukraine tại Liên Hợp Quốc, Sergei Kilisia cho biết, Chúng tôi sẽ chiến đấu chống lại những kẻ thù chiếm đóng, cho đến khi tất cả những người lính Nga, những người đã vào Ukraine để tàn sát người dân của nước này, bị đánh bại. Triều Tiên thông qua luật mới cho phép tấn công hạt nhân phủ đầu Hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên, KCNA hôm thứ Sáu, ngày 9 tháng 9 đưa tin, Quốc hội Triều Tiên đã thông qua đạo luật quy định quyền sử dụng đòn tấn công hạt nhân phủ đầu để tự bảo vệ mình. Động thái này diễn ra khi các nhà quan sát cho rằng Triều Tiên dường như đang chuẩn bị nối lại thử nghiệm hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017, sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Mỹ khi đó. Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo thế giới khác trong năm 2018 đã không thuyết phục được ông Kim từ bỏ việc phát triển vũ khí của mình theo tuyên bố của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un với luật sư mới, trạng thái quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của chúng ta trở nên không thể đảo ngược. Ông Kim tái khẳng định, Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân ngay cả khi đất nước phải đối mặt 100 năm trừng phạt. Bình luận về vấn đề trên, Rob York, giám đốc phụ trách các vấn đề khu vực tại diễn đàn Thái Bình Dương, có trụ sở tại Hawaii cho biết. Thực ra, việc viết ra các điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân là đặc biệt hiếm và nó có thể chỉ đơn giản là một sản phẩm của vị thế của Triều Tiên, mức độ coi trọng vũ khí hạt nhân và mức độ thiết yếu của nó đối với sự tồn tại của nó. Luật ban đầu năm 2013 quy định rằng Triều Tiên có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đẩy lùi sự xâm lược hoặc tấn công từ một quốc gia hạt nhân thù địch và thực hiện các cuộc tấn công trả đũa. Luật mới vượt ra ngoài điều đó để cho phép tấn công hạt nhân phủ đầu nếu một cuộc tấn công sắp xảy ra bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc nhằm vào các mục tiêu chiến lược của đất nước, bao gồm cả lãnh đạo của đất nước được phát hiện. Cha Ogaron, người sáng lập trang web theo dõi Triều Tiên NK News cho biết trên Twitter. Tóm lại, một số tình huống thực sự mơ hồ và không rõ ràng trong đó Triều Tiên đang nói rằng họ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân của mình ông nói thêm tôi tưởng tượng mục đích là khiến nhà hoạch định quân sự của mỹ và hàn quốc phải tạm dừng suy nghĩ về một loạt các hành động hơn trước đây giống như luật trước đó phiên bản mới cam kết sẽ không đe dọa các quốc gia phi hạt nhân bằng vũ khí hạt nhân trừ phi họ liên kết với một quốc gia có vũ khí hạt nhân để tấn công miền bắc Tuy nhiên, luật mới bổ sung rằng nước này có thể thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nếu phát hiện một cuộc tấn công sắp xảy ra dưới bất kỳ hình thức nào nhằm vào lãnh đạo Triều Tiên và tổ chức chỉ huy các lực lượng hạt nhân của nước này. Quy định đó rõ ràng đã ám chỉ chiến lược kill chain, chuỗi tiêu diệt của Hàn Quốc, vốn kêu gọi tấn công phủ đầu vào hệ thống chỉ huy và cơ sở hạ tầng hạt nhân của Triều Tiên nếu nghi ngờ có một cuộc tấn công sắp xảy ra. Ông Kim trích dẫn, chuối tiêu diệt một phần trong chiến lược quân sự ba mũi nhọn đang được đẩy mạnh dưới thời tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol là một dấu hiệu cho thấy tình hình đang xấu đi và Bình Nhưỡng phải chuẩn bị cho những căng thẳng lâu dài. Luật cũng cấm mọi hành vi chia sẻ vũ khí hạt nhân hoặc công nghệ với các quốc gia khác và nhằm giảm nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân bằng cách ngăn chặn các tính toán sai lầm giữa các quốc gia có vũ khí hạt nhân và làm dụng vũ khí hạt nhân, KCNA đưa tin. Các nhà phân tích cho rằng, mục tiêu của ông Kim là giành được sự chấp nhận của quốc tế về quy chế của Triều Tiên như một quốc gia hạt nhân có trách nhiệm. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị nói chuyện với ông Kim bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, và ông John cho biết đất nước của ông sẽ cung cấp một lượng lớn viện trợ kinh tế nếu Bình Nhưỡng bắt đầu từ bỏ vũ khí của mình. Hàn Quốc hôm thứ Năm ngày 18 tháng 9, đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán với Triều Tiên về đoàn tụ các gia đình bị chia cắt bởi chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Tuy nhiên, Triều Tiên đã bác bỏ những tuyên bố đó, nói rằng Hoa Kỳ và các đồng minh duy trì các chính sách thù địch, như các biện pháp trừng phạt và các cuộc tập trận quân sự làm suy yếu thông điệp hòa bình của họ. Ông Kim nói, chừng nào vũ khí hạt nhân vẫn còn trên trái đất và chủ nghĩa đế quốc vẫn còn, và các hoạt động của Hoa Kỳ và những người theo phe chống lại nước Cộng hòa của chúng tôi không bị chấm dứt. Công việc của chúng tôi để tăng cường lực lượng hạt nhân sẽ không dừng lại. Thưa quý vị, một tin tổng hợp tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Safe Chat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo